Anh em thì buổi sáng hôm nay là mình chia sẻ một cái vấn đề này trong số anh em ta thường gặp á, thì ta đặt câu hỏi thì giờ mình trả lời ha. Rồi anh em nào biết thì thông cảm là chúng ta cũng bỏ qua cho ha. Còn anh em nào chưa biết thì họ sẽ học hỏi và cũng như cũng như làm theo thực thực nghiệm thử. Thì mấy cái dúi anh em mình thường hỏi á là sau khi mà mùa đông rồi đó, hoặc hay là nói chung là dúi nó cũng tùy theo vùng miền mùa nữa, nhưng mà người ta tính đến cái chuyện mà khi mà nó màu vàng như thế này nè, thì một số anh em là có hai trường hợp. Một là anh em chúng ta bón phân nhiều quá nó bị vàng lá và có khả năng nó chết. Cái thứ hai nữa là nó thiếu phân đấy. Và còn trường hợp thứ ba cuối cùng là chúng ta bón phân cũng vừa đủ, chăm sóc tốt tận tình nhưng mà nó vẫn bị cái trường hợp này, thì mấy anh em mình á không có vội và không vội vàng gì phải sợ hết. Cây dúi này mình cố tình mình để nó một thời gian thì có lâu để cho làm video cho mấy anh em. Cái này cũng không phải là bệnh, cũng không phải là gì hết đó, mà chúng ta đụng vô nhẹ nhẹ thôi là nó muốn rụng rồi. Thì cái trường hợp này là cây dúi nó đang muốn rất muốn thay lá mấy anh em, nó đang rất muốn thay lá nè. Cái trường hợp này là chúng ta đã ăn phân rất là đều, rêu cỏ rong không mọc trong kia luôn đó. Cây chúng ta đã ăn phân rất là tốt nhưng mà cây dúi của chúng ta có hiện tượng là lá của nó vàng úa đi, mà chúng ta cứ nghĩ là nó bị thiếu dinh dưỡng hay gì đó, chúng ta cho nó ăn phân nhiều quá là nó sai cái quy trình đi ha. Thì cái cây dúi này trường hợp như thế này chúng ta nhìn kỹ nè, chúng ta soi kỹ nè đó, mấy em thấy những cái này nó muốn đâm ra không, rất là nhiều cái đọt này nó muốn đâm ra rất là nhiều anh em đó, anh em thấy không? Nó nhiều lắm đó, anh em thấy những cái đây này nó chi chít như nhúc đây đây nè đó, chi chít. Thì những trường hợp này chúng ta tiến hành chúng ta vặt lá đi, chúng ta tiến hành chúng ta vặt đi thì nó sẽ đâm ra cái đọt non mấy anh em, đọt non mới luôn, giống như là chúng ta tiến hành thay lá cho cây dúi vậy. Còn ở ngoài tự nhiên nó tự rụng mấy anh em, nhưng mà thiệt ra ngoài tự nhiên là nhờ cái tác động của tự nhiên hoặc là khô cằn quá thì nó tự rụng. Còn về nhà mình á, mình cứ cho nó ăn nước ăn phân đều luôn. Thì lúc này á đây là một cái rễ dúi á, một cái phần của rễ dúi mình lấy mình cắt mình trồng nó sống anh em ở trên rừng, chứ nó không phải là một cây dúi. Cái rễ mình trồng từ rễ dúi thì nó cũng sống. Thì mấy anh em mình thấy là cái trường hợp này là mấy anh em mình không có gì phải lo hết này. Thì chúng ta chỉ tiến hành chúng ta vặt lá nó đi thôi, bỏ cái lớp lá vàng này đi thôi, thì nó sẽ ra một cái lớp lá non tươi mới thôi đó. Thì mấy anh em thấy là cây của bonsai bên là cây nào nó cũng xanh tốt hết ha, xanh tốt hết chứ không phải là riêng cái đó. Đây mấy anh em, thì cái trường hợp này á, là cái cây dúi của chúng ta nè, anh em thấy là cái lá nó vàng vàng y như bên kia nè đó. Thì cái đây là nó mình đang nó muốn thay lá rồi đó, nên do mình rất là thay lá cho nó nè. Cây dúi này thì mình dùng thủ công thôi chứ thiệt ra là trên thân của nó có rây nè mấy anh em. Thì mấy con rây này thì nó ưa bám vô cái thân cây dúi, nó mê dúi lắm nè, mê. Thì trường hợp này mình trồng thủ công là nhà mình có xài cái vòi mà nó điều chỉnh áp cao hơn chút á, thì ra mình phun cái đây nó bay mấy con này đi thôi. Chứ mình không đi phun thuốc nhiều thì nó ảnh hưởng những cái cây khác đó, và nó không có tốt cho cái môi trường nhỏ nhà mình có em bé rồi nữa. Nên là ở trong dưới là gió nó nhiều, mình thấy gió nó lay á rất là nhiều nè, nên là khi chúng ta không có dám phun thuốc đâu nhiều đâu, thì chúng ta sử dụng thủ công không. Còn không là bonsai VN có mấy anh em thấy đây là cũng là một cái cách thủ công. Anh em nhìn thấy có những cái con kiến nó lên nó ăn mấy cái con rầy này đó. Thì khi mà chúng ta xịt mạnh cái vòi có áp này thì những cái con rầy này cũng ít đó mấy anh em, chứ nó cũng nhiều, nhưng mà chúng ta để ý chúng ta tưới cây chúng ta xịt và chúng ta vệ sinh cây thường xuyên thôi, chứ cũng không có làm gì nhiều đâu. Rồi nói chung là cái đây là cái trường hợp thứ hai của cái dúi chúng ta chăm chúng ta kỹ. Và một cái trường hợp thứ ba nữa là quay qua cho mấy anh em xem đó nè. Đây cái trường hợp mà hôm nay mình sẵn là video đây mình đề cho mấy anh em xem luôn. Mấy anh em mình hỏi cái lá dúi mà lá dúi lớn, đây là cái cây này, đây là cây lá dúi, cây này là thuộc loại dúi lá nhỏ mấy anh em, nó không phải lá lớn ha. Còn cái một số cái cây dúi á mà cái lá của nó hơi lớn, chứ còn dúi lá lớn nó mình không lấy. Đây mình quay cho mấy anh em xem một cái cây dúi lá hơi lớn nha. Vậy mấy em xem một cây dúi lá hơi lớn nè. Đây mấy anh em, thì chúng ta tiến hành chúng ta làm chi cành, chúng ta bấm dâm, thì một thời gian sau á là nó sẽ ra một cái dúi là lá nhỏ này mấy anh em. Thì cái kỹ thuật này ai cũng biết hết mấy anh em đó, nhưng mà nói chung là mình cũng chưa chia sẻ ha.
Rồi xin cảm ơn mấy anh em. Thì có gì mấy anh em còn thắc mắc về dúi liên hệ với Bonsai VN. Thì hôm nay có một số vấn đề chia sẻ nhỏ nhỏ vậy thôi. Thì cho một số anh em giải đáp thắc mắc, mà chủ yếu là cái cây dúi mà cái lá của nó vàng kìa. Đấy. À còn nói thêm nữa mấy anh em, rồi số anh em nhìn cây hải châu đây nữa mấy anh em. Mấy anh em nhìn cây hải châu này. Đấy. Một cây hải châu màu xanh và một cái cây hải châu màu đây. Thường là hải châu nó màu đây mấy anh em, mà nó ít khi nó ra được cái màu như thế này. Đấy, ít khi ra được cái màu như thế này. Thì anh em người ta cứ nghĩ là cái cây này là nó bị bệnh. Nó không phải bị bệnh nha mấy anh em. Thông báo mấy anh em là những cây này là cái cây này là mình đã ăn phân nó rất là dư phân. Hôm trước có làm video mà nó rất là xanh, cái màu xanh của nó rất là xanh đậm và nó nứt ra rất là nhiều đọt non, chứ không phải là nó bị bệnh gì hết. Tại em thấy không? Nè thấy không? Phân nó ăn rất đều ha. Phân răng rất đều. Đó, thì mình có làm video chứng minh cho mấy anh em hết rồi. Nên mấy anh em mình yên tâm khi mua cây của Bonsai VN là cây nó chăm sóc đầy đủ, phân bón đầy đủ hết. Mấy anh em nhìn thấy không? Rất tươi, rất tốt không? Rất tươi, rất tốt. Rồi, cảm ơn mấy anh em rất là nhiều.